Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trong việc nỗ lực vươn lên phát triển bản thân và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2016, anh Bùi Văn Phương mạnh dạn thuê lại diện tích đất trũng cằn cỗi của địa phương để xây nhà màng, trồng dưa lưới trên giá thể. Anh còn vận động một số hộ dân có cùng chí hướng thành lập hợp tác xã áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động của Xsen, tiết kiệm tối đa nguồn nước tưới, giải phóng sức lao động, giúp giảm chi phí sản xuất. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được 8.000 m2 nhà màng ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lưới, dưa chuột baby. Có lúc thuê đến 30 lao động với mức lương từ 4,5 đến 7 triệu đồng một tháng. Sản phẩm dưa lưới của hợp tác xã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh. Tôi thấy môi trường làm việc ở đây rất là an toàn, sử dụng dàn công nghệ cao mà ở đây là không phun thuốc sâu. So với lại sức lao động ngoài giờ thì công việc ở đây nhàn, đồng lương hàng tháng cũng được ổn định. Tôi nghĩ rằng mình là một cá nhân trong một cái cộng đồng, bản thân tôi cũng nên nỗ lực cố gắng mỗi khi mà gặp khó khăn. Đấy cũng là một cái cách để thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với bản thân, gia đình, với xã hội. Nhìn xưởng sửa chữa này, ít ai ngờ nó được quản lý trực tiếp vận hành bởi một người khuyết tật, đó là ông Trần Đình Thư. Ông Thư năm nay đã 54 tuổi, bằng tinh thần tự học và sự năng động, nhạy bén. Từ nghề sửa chữa xe đạp, ông đã học hỏi để biết sửa chữa xe máy, rồi học thêm ở trường nghề để sửa chữa xe ô tô. Ông đã đào tạo, hướng dẫn công việc sửa chữa thay thế phụ tùng ô tô cho rất nhiều bạn trẻ và hiện đang tạo công ăn việc làm cho 10 người thợ tại xưởng. Ông Thư rất là sáng tạo. Nói nhiều cái đồ không có phải tự tay chế mà ông ấy làm thì ông ấy yếu, nhưng mà ông ấy được cái mẹo nó rất là năng động, cái những cái nó rất là nặng, hai ba người không khênh được, nhưng một mình ông ấy cho vào vị trí được. Tình yêu với công việc, sự nhiệt tình không quản sớm tối sửa chữa cho khách hàng, cải tiến các chi tiết khó đã giúp xưởng của ông Thư trở thành địa chỉ uy tín của các chủ xe ô tô. Gia đình ông Thư có 3 thế hệ chung sống đoàn kết, được công nhận là gia đình văn hóa, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mình phải tự vận động, nghĩ đến bản thân mình để vươn lên. Yêu nước là phải lao động là tinh thần yêu nước để cho cuộc sống dân giàu nước mạnh. Gia đình ông Thư là một trong những gia đình điển hình là xây dựng văn hóa. Ngay năm ngoái là địa phương, chính quyền địa phương chúng tôi cũng là lấy gia đình ông Thư để nhân rộng. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm tấm gương điển hình tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn giúp Hưng Yên hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Họ chính là những tấm gương tiêu biểu, là lực lượng nòng cốt giúp lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở mỗi vùng quê, mỗi đơn vị.